Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Thảo Dược Người Dao. Hôm nay A Sơn sẽ gửi đến các bạn về một cái cây thuốc. Một cái vị thuốc này được người dân vùng cao hay gọi là cây tấn khẩn, có nghĩa là cây làm cho cái bộ phận sinh dục của người đàn ông dựng lên, thì được gọi là tấn khẩn. Và cây thuốc này nó như thế nào, cái đặc điểm tự nhiên của nó ra làm sao thì hôm nay A Sơn sẽ cho các bạn cùng tìm hiểu. Trước mắt các bạn đây chính là cái cây tấn khẩn. Vâng, cây tấn khẩn này nó khá là ngứa, cho nên là khi mà đi hái hoặc là sờ vào nó thì chúng ta phải đeo găng tay vào. Đây, thưa các bạn, đây chính là cái cây tấn khẩn này. Đấy, lá này, lá của cây tấn khẩn nó như thế này các bạn này. Đấy, nó giống như lá của cây khoai sọ đó. Đây. Còn cái phần củ của nó, đây, A Sơn sẽ bẻ nó ra cho các bạn xem. Đây này. Cái này thì thường thường hay mặc ở những cái vùng núi đá đấy. Nên nó bám vào cái gốc đá như thế này. Nó gần giống với lại cái cây cốt toái bổ đấy. Đây. Ở cái khu vực này thì cũng không có nhiều. Nên A Sơn chỉ thấy một vài cây thôi. Kể cả ở dưới này thì nó vẫn có. Đây này. Đấy, ở dưới này nó vẫn có. Nhưng mà số lượng nó khá là ít. Và vừa rồi thì A Sơn cũng đã đi loanh quanh ở khu vực này hết rồi. Không có, chỉ có cái khu vực này. Có một vài cây nhỏ nhỏ xíu này thôi. Đây chính là cái vị thuốc tấn khẩn mà anh em hay đồn thổi ở trên mạng xã hội rất là nhiều đây. Để A Sơn cho các bạn xem thực tế trực tiếp cái cây tấn khẩn nó như thế nào. Đây, vị thuốc tấn khẩn ở bên trong nó như thế này. Đấy, nó chẳng khác gì cái cây thiên niên kiện. Nên nó không khác gì cái cây thiên niên kiện mà chúng ta hay sử dụng. Đấy. Nhưng mà vị này nó không có mùi thơm như cái vị thiên niên kiện. Tức là cái khi mà chúng ta ngửi cái vị tươi của nó ấy, thì nó không có cái mùi thơm như cái mùi của thiên niên kiện. Thiên niên kiện thì chỉ cần chúng ta bẻ lá, vò lá và chúng ta cắt đoạn ra như thế này thì chúng ta đã cảm ngửi thấy cái mùi thơm của cây thuốc rồi. Còn cái cây này thì không có. Và cái cây này thì nó hay có những cái nhánh như cũng giống y xì như cái cây cốt toái bổ đấy. Hôm nay thì A Sơn chỉ giới thiệu cho các bạn thôi, chứ khu vực này nó còn ít với lại còn nhỏ nên là A Sơn sẽ không lấy, chỉ giới thiệu cho các bạn biết về cái hình ảnh thực tế, về các đặc điểm tự nhiên của cái cây này nó như thế nào cho các bạn quan sát. Và các bạn sau này có đi trên rừng chẳng hạn thì các bạn có thể biết được cái cây tấn khẩn này nó như thế nào. Đây, nó giống như cái cây lá cái khoai sọ đây. Nó rất là ngứa các bạn nhé, các bạn nên đeo găng tay vào. Đây, lá này, lá khá là dài, nó khoảng hơn một găng tay. Đây, cuống lá dài với lại đây này, cho các bạn xem cả gốc của nó đây. Đây, đây chính là cái củ tấn khẩn mà đang làm mưa làm gió ở trên mạng xã hội đấy. Đây các bạn. Đó. Cái này thì nó rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị đau lưng. Bị đau lưng do thận hư ấy. Thì khi mà bị đau lưng thì chúng ta có thể ngâm cái cây này để uống. Nó cũng rất là tốt. Cái củ tấn khẩn này thì chúng ta có thể kết hợp ngâm với lại một số vị thuốc như là cái cây ngũ gia bì gai này. Đấy, ngâm kết hợp với lại cây hoạt huyết đằng này. Kết hợp ngâm với lại cái cây cốt toái bổ này, ngâm với lại cái
cây ngũ vị tử nam này, chúng ta lấy cái rễ của ngũ vị tử nam ấy, ngâm cái cây này, ngâm cốt tỏi bổ, ngâm hoạn huyết đằng, ngâm ngũ gia bì, 4-5 loại đấy chúng ta ngâm rượu sau khoảng tầm độ 2-3 tháng thì chúng ta uống thì nó có tác dụng rất là tuyệt vời đối với sức khỏe của nam giới. Đây, đây chính là cái cây tấn khẩn mà anh em hay hỏi mua đây. Đấy, cho các bạn quan sát trực tiếp thực tế nó như thế nào đây. Đây chính là cây tấn khẩn nha các bạn nhá. Hôm nay thì A Xuân sẽ không đi lấy cái cây thuốc này mà A Xuân sẽ đi lấy một cái vị thuốc khác, đó chính là cái cây hoạt huyết đằng. Tuy nhiên là trên cái đường đi thì A Xuân gặp cái cây này thì tiện thể giới thiệu luôn cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi clip của Thảo Dược Người Dao, theo dõi clip của A Sơn. A Sơn kính chúc mọi người có một cái sức khỏe hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Nếu mà các bạn thấy clip của A Sơn hay và hữu ích thì có thể cho A Sơn một nút đăng ký để ủng hộ A Sơn, để A Sơn có thêm động lực lên rừng tìm hiểu, quay những cái đoạn clip hay về những cái cây thuốc để gửi đến tất cả các bạn. Rồi, xin cảm ơn.